số người chết vì dịch bệnh do virus corona gây ra đã tăng lên tới 106 người, trong đó thì có trường hợp thiệt mạng đầu tiên ở Bắc Kinh và gần 1.300 ca nhiễm mới ở tỉnh Hồ Bắc. Theo AFP, số người chết vì dịch bệnh do virus corona ở Trung Quốc đã tăng vọt lên con số 106, trong khi gần 1.300 trường hợp mới được xác nhận, theo nhà chức trách sở tại hôm 28 tháng 1. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc tâm điểm của dịch bệnh cho biết là thêm 24 bệnh nhân đã chết vì virus và có 1.291 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh được xác nhận trên toàn quốc lên con số tới 4.000. Trước đó, thì thủ đô Bắc Kinh cũng xác nhận trường hợp đầu tiên thiệt mạng do nhiễm virus corona. Thành phố đã đóng cửa 28 tuyến xe buýt tới các khu vực lân cận để kiềm tỏa sự lây lan của dịch. Hoàn Cầu Thời báo cũng đưa tin về 13 trường hợp nhiễm mới ở Thượng Hải, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở thành phố này lên 66. Trường hợp thiệt mạng đầu tiên ở Bắc Kinh là người đàn ông 50 tuổi, từng đến Vũ Hán ngày 8 tháng 1 và sau đó bị cúm khi trở lại thủ đô. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus corona vào ngày 22 tháng 1 và chết vì suy hô hấp. Hiện Thái Lan và Hồng Kông đều có 8 trường hợp nhiễm bệnh, Mỹ, Đài Loan, Australia và Macau có 5 trường hợp, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia mỗi nước có 4 người nhiễm. Pháp có 3 trường hợp, còn Canada và Việt Nam mỗi nước có 2 trường hợp. Nepal, Campuchia và Đức mỗi nước đều ghi nhận một trường hợp nhiễm bệnh. Hiện thì vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong vì virus corona ở ngoài Trung Quốc. Lô thuốc phát hiện virus corona đầu tiên đã được gửi tới Vũ Hán. Lô thuốc này được gửi từ một trạm nghiên cứu tại Thiên Tân để phục vụ miễn phí cho 10.000 người. Tối ngày 27 tháng 1, Tân Hoa Xã đưa tin về diễn biến mới nhất mà nhiều người đang quan tâm, đó là thuốc điều trị vaccine phòng ngừa chủng viêm phổi lạng. Theo đó thì các nhà nghiên cứu vừa đóng gói thuốc thử phát hiện 2019 NCOV tại một công ty ở Vũ Thanh Thiên Tân Trung Quốc. Đây là lô thuốc phát hiện 2019 NCOV đầu tiên dù mới là thuốc thử nghiệm. Lô thuốc này được gửi tới Vũ Hán miễn phí và có thể sử dụng cho 10.000 người. Hiện thì thành phần của thuốc cơ chế hoạt động vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó thì cùng ngày 27 tháng 1, giáo sư Ron Higgenfield, một chuyên gia nghiên cứu về virus tại Đại học Lupec đã mang công nghệ ức chế sát tới Trung Quốc để thử nghiệm tác dụng của chúng trên virus 2019 NCOV, Tân Hoa Xã cho biết. Cơ sở cho hành động này đó là cấu trúc của 2019 NCOV giống với SARS-CoV tới 80%, đặc biệt protein của hai loại virus này tương đồng tới 96%. Trong khi đó thì ngày 26 tháng 1 SCMB đưa tin là một số bệnh viện tại Bắc Kinh cho bệnh nhân nhiễm virus corona thử điều trị bằng thuốc HIV, loại thuốc được nhắc đến là Lobinavi hoặc là Ritonavi. Ba bệnh viện sử dụng phương pháp này bao gồm Bệnh viện Ditan Bắc Kinh, Bệnh viện Yohan Bắc Kinh và Trung tâm Y tế số 5 của Bệnh viện Đa khoa PLA. Ngày 23 tháng 1, thì tạp chí y khoa của Mỹ JAMA cho biết là tại Mỹ, một loại vaccine ngừa chủng corona có thể sẵn sàng đưa vào thử nghiệm trên người trong vòng 3 tháng tới. Dù vậy, hiện tại thì không có phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus nào đối với các trường hợp nhiễm virus corona được chứng minh là có hiệu quả. The Lancet đưa tin ngày 6 tháng 1. Virus corona gây viêm phổi mới được phát hiện có nguy cơ nhấn chìm Trung Quốc. Nó đã lây lan ra khỏi biên giới của nước này. Chính phủ và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang nỗ lực tạo ra một loại vaccine ngừa chủng virus corona mới này. Nhưng liệu mất bao lâu để loại vaccine trên được nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng? Tốc độ tìm ra vaccine đang được cải thiện đây không phải là lần đầu tiên trong những năm gần đây các nhà khoa học được giao nhiệm vụ tạo ra một loại vaccine cho đại dịch. Năm 2014, nhân loại từng chứng kiến sự bùng nổ của virus Ebola. Năm 2016, virus Zika lan rộng khắp châu Mỹ. Thế nhưng, hiện tại chỉ có một loại vaccine Ebola đã được phê duyệt. Trong khi đó, vaccine cho virus Zika vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mặc dù vậy, sự chậm trễ trong việc tìm vaccine không được lặp lại ở chủng virus 2019 ncov năm nay. Chúng tôi đang làm việc để tạo ra vaccine. Hy vọng 3 tháng tới chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 ở người. Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, nói với Bloomberg tuần trước. Theo đó, thì nếu như mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhân loại sẽ thực nghiệm thành công vaccine cho virus Vũ Hán trên người vào đầu mùa hè năm 2020. Theo Jimodo, nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là thời gian ngắn nhất trong lịch sử cho việc tìm ra vaccine của một đại dịch nó phản ánh tốc độ mà các nhà nghiên cứu toàn cầu cùng nhau chống lại một kẻ thù chung trên đây là những thông tin mới nhất liên quan đến số người chết vì virus corona tại vũ hán cũng như là um, những thông tin về thuốc vaccine để phòng trừ loại virus này nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất của chúng tôi nha